Rồi, đi bầu trắng. Đi bầu trắng chơi. Ở đây mấy cái quán quá trời luôn. Phan Thiết công nhận bây giờ phát triển ghê. Mỗi lần mà mình đi lại là sẽ có một cái sự thay đổi. Lần này mình quay trở lại thì thấy wow, hay công nhận là rất là nhộn nhịp, rất là đông luôn. À, cũng dễ hiểu thôi, giờ có cao tốc rồi, ta đi sẽ nhiều hơn. Kiểu nó hơn Vũng Tàu có chút xíu à. Cái thời gian bỏ ra để mà đi tới Phan Thiết đó, nó chỉ hơn Vũng Tàu có chút xíu thôi. Mà tới Phan Thiết thì biển nó sẽ đẹp hơn, cho nên là người ta sẽ lựa chọn Phan Thiết nhiều hơn chứ đi Vũng Tàu chi. Đó. Mà quả thật là vậy nha. Hồi đó mình đi là cái chỗ cái khu mà mình ở nó đâu có đông dữ vậy đâu. Bây giờ quá trời đông luôn. Ngồi coi như là full bàn luôn. Đây, cái cung đường ven biển đẹp vãi. Wow, biển xanh cát trắng. Có anh Tây chào mình, có anh Tây anh chào mình. Ở lúc trước mình đi là ở Phan Thiết chưa có mấy cái phong điện này, là mấy cái cánh quạt hả, đó chưa có, giờ thì đã có rồi. Wow, công nhận Phan Thiết phát triển nhanh thiệt, chỉ trong vòng có khoảng nhiêu năm, có chừng 2-3 năm gì, phát triển quá trời luôn. Mình quay lại đây có rất là nhiều sự thay đổi, rất là đẹp. Mấy cái phong điện này nhìn vậy thôi chứ mà nó lại gần là nó bự lắm luôn á. Rồi, rẽ phải vào đây là Bầu Trắng. Con đường gọi là ven biển đẹp nhất Việt Nam luôn. Đẹp nhất Việt Nam thì hơi lố nhưng mà mình thấy rất là đẹp. Rất 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 là đẹp. Đó, nó như một cái cảnh ở nước ngoài vậy mấy bạn. Rất là nhiều ca sĩ diễn viên đóng MV ở đây rồi. Đó, đẹp chưa? Chưa đâu, khúc đi vô kia nên là nó sẽ gặp toàn là cát không, hai bên là cát không. Ở bên mé bên phải đây là biển. Đã lắm. Mà mình nghĩ chắc cũng đã nhiều người đi đến đây rồi chứ không phải ít đâu. Đó, hai con đường thẳng tắp, không một vật cản. Có nhiều người ra đây thử smart speak rồi. Ở bên đây là cánh đồng quạt gió. Và mình quen miệng kêu cánh đồng quạt gió chứ thực chất đúng là cái tên của nó là phong điện. Nó là nguồn điện lấy từ gió. Thì khi mà gió thổi làm quay những cái tua bin đó, đó thì nó sẽ làm quay luôn cái máy phát điện ở bên trong thì nó tạo ra điện. Đó, bây giờ là những cái quán nước kiểu vậy này là rất là nhiều luôn. Mọc lên nhiều. Đó, có mấy chiếc xe đẹp quá nè. Xe địa hình thì dễ đẹp quá vậy. Vậy giống kiểu ở miền Tây Sát ở Mỹ á. Đẹp quá. Hình như hôm bữa là đại hội mô tô á, mô tô diễn ra ở đây thì phải. Đúng rồi, như thời kỳ đại hội mô tô của Honda diễn ra ở đây nè. Chạy hết cái đường Bầu Trắng này luôn. Có khu du lịch Bầu Trắng nữa kìa. Mới mở nữa đó. Phải không ta? Chứ đó giờ đâu có đâu. Đó, một bên là đồi cát, còn một bên là biển. Quá đẹp luôn. Chạy ở đây nhìn cảnh đẹp lắm. Nhiều anh em ra đây mắt biết rồi nè.
Mình thì không có ham thích đua bơi tốc độ cho lắm. Ở đây sẽ có những cái chiếc xe buýt chở các bạn đi tham quan lên mấy cái đồi cát này. Cát á, nó lúng á, nó bánh chạm nổi. Trời ơi, nắng. Nắng kinh khủng. Đâu, quán nào? Này hả? Ủa, vắng đồ vắng. Ở Phan Thiết thì có một cái bãi đá, người ta làm đi ra ngoài rồi người ta thả mấy cục đá trắng sóng xuống á, đó kêu là bãi đá ông địa. Thực chất nó chỉ là một cái dãy đá đi ra ngoài thôi. Đây, mình sẽ ghé mua bánh bột lọc. Bánh bột lọc bao nhiêu một hộp cô? Hộp đó 20 hả cô? Dạ, lấy con một hộp 20 đi. Dạ, để hành luôn cô. Này. Dạ, cảm ơn cô. Để mình cho mấy bạn coi nha. Mấy bạn này chụp hình đẹp. Bikini. À thôi, bỏ đi. Cầm giảm bộ không được coi thôi đi rồi mình sẽ vô đây ăn kem như ơi không mắc đâu chém thôi không nói dở nghe chứ chứ không mắc đâu xe máy người ta đậu ở trong bờ ơi đây này rồi tụi mình đang ở gần cái chỗ bãi đá ông địa nè đó thì ở đây có một cái quán kem dừa ăn vặt tụi mình ghé vào đây để ngồi chơi luôn gió rất là mát rất là đông nha ngồi đây thì sẽ hướng ra được cái view biển đó còn ở phía trên kia nữa đó ở phía kia xa xa kia là bãi đá ông địa nè đó thì mình có mua thêm một cái phần là bánh bột lọc đó một hộp như vậy mà chỉ có 20 ngàn thôi rất là rẻ luôn quá trời rồi đổ nước mắm vô ngon lắm lần nào đi Phan Thiết mình cũng ăn bánh bột lọc và bánh canh chả cá hết đây là hai món mà nhất định là mình phải ăn khi mà đến được Phan Thiết May I help you, sir? May I help you? I don't know. Have energy? Yes. Have. Okay. Wow. But this. Nghe ổng nói còn oh no phone tiệm sửa xe quay quay mi quay mi xe hết bệnh trend 20V start ở đâu có tiệm sửa xe anh đấy lên trên đây ha anh
I will help you sửa xe là gì ta? Recycle. Ok. À, anh đẩy luôn hả? À, my friend no water. No electric. Rồi, cảm ơn anh nha. Xe ổng hết bệnh rồi, còn có 11 volt mấy à. Mà cái xe là phải hơn 12 volt nó mới đề được. Chắc ông quên tắt chìa khóa. Có người đẩy rồi. Mình dở tiếng Anh lắm mấy bạn ơi, mình chỉ biết nói bồi thôi chứ cũng không có thể nói thành một cái câu được. Nhưng mà nói chung là cũng đủ cho người ta hiểu. Xe của anh Tây này bị hết bệnh. Nãy mình coi đồng hồ báo này còn có 11 con mấy à, 11.4 à. Thì có một bạn đẩy ổng lên cái tiệm sửa xe này sạc bệnh chút, gần nửa tiếng chạy được à. Tội nghiệp ổng. Nãy mình đứng bên trời vợ mình là mình thấy ổng cứ đẩy tới đẩy lui lên cái dốc này nè, cố để đề máy cho được. Kiểu bóp côn á, bóp côn vô số rồi đẩy một đoạn rồi xong nhả côn ra bất chợt thì nó sẽ đề lên được. Mà thấy ổng làm hoài không được. Có nghĩa là em vô sẵn cái số 1 có hiểu không? Vô sẵn cái số 1 rồi số 1 hoặc số 3, số 4 gì đó. Nói chung vô số á. Rồi xong em đẩy một đoạn. Đẩy vẫn để số nha. Xong em bóp côn lại. Bóp côn giống vậy nè. Đó em đẩy nó chạy thôi. Em nhả côn ra cái là nó sẽ tự động ấy máy lên nè. Bởi giờ mấy xe giờ nó không có vào đạp nó cũng bất tiện chỗ đó. Nhiều khi ví dụ mình hết bình nó không có chủ động mình đạp được. Uổng ghê. À, ở đây cũng có một tiệm đó. Nhưng mà cái view đó. Okay, bây giờ thì tụi mình sẽ trở về cái homestay của mình ở La Ghi. Nghỉ ngơi. Ngày mai chơi buổi sáng nữa rồi trả phòng đi về luôn.